Dạ. Báo với xe điện nữa kìa. Chị này bữa trước nặng keo đúng không ạ? À, nghe giọng quen quá. Không, không biết, không nhớ. Cái bữa trước chị bác có quay không? Có một cái ngày lần đầu. Đỡ nhiều không chị? Xuống với má đi cho nó to to xuống. Chiều cao lên chị.
như bữa trước cũng quay cái cho nó đúng không hả? Mới gọi được mấy cuộc một kiểu nữa rồi. Sới. Nợ cái mãi em ấy chứ là vô gì ấy. Thận mà không nợ mà chứ lạ mà đang đưa số chị Hiền mà. Ê tự nhiên lấy số tao bấy. Anh nghĩ đã hóa cả nhỏ là hình từ tim mỹ liên hệ mà mỹ liên hệ mà hãy liên hệ với ông Thịnh chứ. Hay là cho ông Thịnh đưa số nữa đó. Đưa số chứ còn đó. Họ đâu có lấy đâu. Mà gọi mẹ của em bằng mẹ tự nhiên rồi kêu